Trước khi chúng ta bắt đầu video thì mình xin phép các bạn một chút. Các bạn có thể nhấn vào phần một kênh trên kênh của mình. Ở đây sẽ hiện ra kênh phụ của mình là nơi các bạn có thể xem thêm video về Run City. Và đặc biệt ở bên dưới là kênh của bé Truy, một cô gái thân thiện và rất dễ thương, cũng làm về Run City và các tựa game khác. Các bạn có thể xem video, like, đăng ký kênh, ủng hộ cho bé Truy nhé. Link của kênh mình cũng sẽ để dưới phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở đây thì mình có lập một group The Run City ở Facebook, đó là nhóm thợ săn Run City Quân Torico, là nơi giao lưu kết bạn và học hỏi kinh nghiệm giữa các game thủ Run City cũng như đón chờ những điều thú vị từ sự kiện mới. Hãy đọc kỹ các quy tắc nếu như các bạn muốn trở thành thành viên của nhóm nhé. Link mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn thành công. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình. Mình là Quân Torico đây, rất vui khi lần trong series Run City và xin chúc bạn ngày tốt lành và niềm vui trong cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Rồi, và chúng ta như đã biết thì đã có một chiến binh mới xuất hiện trong rừng clan rồi các bạn. Đây, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về vị chiến binh này, cũng như là chúng ta sẽ nói về các thế hệ rồng trong clan. Là mình chỉ tính rồng Legend thôi nha các bạn. Thì chúng ta sẽ gồm có những chú rồng nào, và chú rồng clan này thì theo là phỏng đoán thì nó đang nằm ở thế hệ nào nha các bạn. Rồi, ok, thì chúng ta xem thử. Đầu tiên là về chú rồng này, về phần thưởng thì vẫn như là mọi khi, chúng ta khi mà lên được mob cao nhất 225 bon là ca điểm đó, thì chúng ta sẽ có được 370 mảnh của một chú rồng Legend. Đó là đối với lại nhiệm vụ là trong 3 ngày nha các bạn. Còn nhiệm vụ mà 2 ngày thì chắc là tầm 250, nhưng mà bình thường thì ít khi 275 gì đó. Nói chung thì theo cái sự kiện lần trước của chú rồng trong clan, thì chúng ta vừa kết thúc tất cả những cái rương gọi là 6 cộng lại, thì chúng ta vừa là lên được 5 sao, chung là hình như là bù thêm 5 ốc, những cái đó không thành vấn đề. Nói chung là như vậy. Thì có thể là chú rồng này, nếu như chúng ta bắt đầu từ cái rương đầu tiên là rương này các bạn, chú rồng này là Ender Blazer Dragon, thì tới cái rương cuối cùng, nếu như tất cả cái rương chúng ta đều là rương 6 và không bỏ sót rương nào, thì rất có thể chúng ta lại tiếp tục có thêm một chú rồng Legend trong clan là 5 sao nha các bạn. Và mình suy nghĩ tới suy nghĩ lui thì có lẽ chúng ta nên đặt tên cho những chú rồng nào mà xuất hiện ở trong rương clan, kiểu như là trong rương clan là mảnh rương rồng lầu đó các bạn, thì sẽ là theo những cái tên như là thế hệ, giống như là thủ lĩnh clan 1, thủ lĩnh clan 2, thủ lĩnh clan 3, hay là rồng clan 1, rồng clan 2, rồng clan 3. Và nói chung là cái thế hệ đó thì để chúng ta dễ phân biệt. Giống như là đối với lại những chú rồng mà xuất hiện ở trong rương clan, thì giống rương này các bạn, thì chúng ta sẽ có cơ hội dễ dàng là nâng mảnh, nâng sao. Kiểu như là nếu như là chúng ta mỗi lần được rương 5 thì cũng lên được, nói chung là cũng không cao lắm, kiểu như là 1, 2 sao hay là 3 sao gì đó, thì mình cũng chưa ước tính là tầm đó thôi. Còn nếu mà lên tất cả 6, là rương 6 đầy đủ, không bỏ sót rương nào, thì nó có thể là lên 5 sao. Cho nên những chú rồng này nó sẽ đặc biệt hơn chú rồng khác, giống như là nhiều bạn ta suy nghĩ, ôi sao mà có được chú rồng đó 5 sao hay vậy, nhìn vào cái tên, à thì ra là rồng trong clan. Rồng trong clan thì rương clan ai mạnh, clan ai được nhiều rương thì lại lên được nhiều sao thôi. Đấy. Và giờ thì chúng ta sẽ đầu tiên ta xem chú rồng này như thế nào nha các bạn. Đây là một chú rồng rất đặc biệt vì nó có hệ gió các bạn. Và đặc biệt hơn cả là chú rồng này, chúng ta không có hệ primal. Thường thường là những chú rồng trong clan, là trong rừng clan các bạn, chúng ta tuân thủ một quy tắc là chúng ta đều có hệ primal các bạn. Tuy nhiên chú rồng này lại không có, mà chú rồng lại có thêm một cái hệ khác là hệ gió. Nhưng mà cái điều đáng buồn ở đây là có rất nhiều chú rồng hệ gió ở những cái thế hệ đầu tiên gọi là thế hệ L các bạn, mà có hệ gió ở đằng trước. Tại sao chúng ta không được chọn vào đây mà chúng ta lại được chọn một chú rồng có hệ lửa đầu tiên mà không phải là hệ gió? Đây là điều khá đáng tiếc các bạn. Nếu chú rồng này có hệ gió đầu tiên thì rất là ngon. Đây thì mình sẽ cho các bạn xem luôn. Mình sẽ thử là vào những chú rồng Legend nè. Đó, rồi mình chọn hệ gió nha. Đó, như bạn thấy thì đây, những chú rồng hệ gió đầu tiên như là Storm Binger nè, hay là chú rồng này. Đó, và chú rồng này cũng có là hệ gió đầu tiên luôn. Đấy các bạn, trời, chú rồng này nhìn đẹp quá các bạn ha. Rồi chú rồng này thì mặc dù không phải hệ gió đầu tiên, nhưng mà lại là chú rồng viết mi thích có hệ gió đầu tiên. Và chú rồng này thì mặc dù không phải hệ gió đầu tiên, nhưng mà cũng là một cái hệ đặc biệt. Đây, chú rồng này có hệ gió đầu tiên nè.
Đó, gió đầu tiên luôn này các bạn. Rất là nhiều gió đầu tiên nha. Trong đồng trường xuân thì hệ đặc biệt đầu tiên. Đây, gió đầu tiên quay. Bạn làm VIP thích này chứ. Trong đồng này thì cũng được các bạn. Trong đồng này thì không phải gió đầu tiên nhưng mà có hệ này đầu tiên thì không bị khắc chế. Nhưng mà chúng ta kiểu như là cũng sẽ không có một hệ khắc chế nữa. Trong đồng này thì đặc biệt. Đây, gió 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 này các bạn. Rồi đặc biệt nè. Đó, trong đồng này thì có hệ đặc biệt đầu tiên nè. Rồi bắt đầu chú rồng này là bắt đầu là có một cái hệ bình thường đầu tiên phải gió cũng phải đặc biệt luôn, còn gió 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 đa phần gió các bạn này. Đó, chú rồng này xong mà hệ điện đầu tiên nè, à, cắm điện các bạn đó rất là nhiều nha. Nhưng mà chúng ta lại gọi là không chọn mà chọn chú rồng này các bạn. Đây mình tìm đây chú rồng đó ở vị trí là cũng gần như là mới nhất các bạn. Đây, nó gần với lại những chú rồng mà mới ra thôi. Ok, không sao, nói chung là có hệ gió thì để khi nào mà gặp môi trường hệ gió chúng ta còn có thể là xoay sở được, cũng là một cái gì đó ok các bạn. Nhưng mà nếu hệ gió đầu tiên thì ok hơn. Nhưng có thể là đợt này là như vậy, có thể những cái đợt khác nó ngon dần lên thì đâu ai biết được các bạn. Cho nên là dù thế nào người ta cũng là lai gành, người ta phải cố gắng được rương cao rồi người ta lấy, người ta nâng sao vậy đó. Mình sẽ phân tích về chú rồng này. Chú rồng này chúng ta có hệ lửa đầu tiên, chúng ta sẽ có thể là khắc chế được hệ lá và hệ băng, nhưng chúng ta sẽ bị khắc chế bởi hệ đấu sĩ và hệ nước. Đó, các bạn lưu ý điều này nha. Và chúng ta có hệ gió thì chúng ta sẽ khắc chế được là hệ gió các bạn. Nhưng điểm đặc biệt là chiêu thức hệ gió thường là có đam cao và học rất nhanh. Cho nên thì đây cũng là một đặc điểm rất lợi. Và nếu như có một cái điểm lợi nữa các bạn. Nếu như chú rồng này có hệ gió ở vị trí thứ hai, có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là khi mà chúng ta vào môi trường hệ gió, chúng ta sẽ không sợ là giống như là gặp chú rồng gió nào chúng ta cũng sẽ bị khắc chế. Tại vì môi trường hệ gió mà ở Runner Master 1 là cứ mà chú rồng nào có hệ gió đầu tiên, chú rồng đó xác định là chắc chắn sẽ bị khắc chế các bạn. Nhưng mà nếu mà chú rồng này có hệ gió thứ hai thì chúng ta gọi là có thể là bỏ qua được điều đó. Đó là lợi trong rank mùa gió, cũng là điều mà chúng ta muốn là gánh trong ranh mùa gió, thì cái điểm này nó sẽ là được cái này thì mất cái kia, nói chung cũng bù vào được nha các bạn. Rồi hệ gió thì khắc chế hệ gió, và hệ ánh sáng thì chúng ta sẽ khắc chế được hệ điện cũng như là hệ điện rồi bóng tối các bạn. Wow, vậy là năm hệ rồi. Và hệ đấu sĩ thì khắc chế được hệ lửa và hệ đất. Quay, tính ra là chú rồng này ngon các bạn. Tại vì chúng ta là hệ gió thì chúng ta chỉ khắc chế được một hệ gió rồi thì không nói rồi, mà ba cái hệ kia thì không có hệ nào bị trùng hết, cho nên chúng ta có thể là khắc chế được tối ưu là 7 hệ là maximum của chú rồng này rồi. Thì bù lại thêm cái là hệ gió ở vị trí thứ hai thì chúng ta sẽ không có là sợ trong môi trường hệ gió, vì chúng ta không có phải là bị khắc chế liên tục các bạn. Thì đây sẽ là một con bài rất lợi để chúng ta gánh team trong môi trường hệ gió. Còn các đối thủ khác thì không có hệ gió đầu tiên thì nó cũng hơi gọi là không có lợi thế chút xíu thôi, chứ mà không phải là rơi vào bất lợi đâu các bạn. Tại vì hệ lửa đầu tiên thì chúng ta ít khi thì gặp hệ nước, nhưng mà gặp hệ đấu sĩ thì nhiều. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể là trụ được nếu như là chúng ta có nhiều sao, nói chung là nhiều sao là ok. Ok, và đó là về chốt rồng này. Thì chúng ta cũng cố gắng là lấy để mà gánh tem trong rương gió nha. Đây rương đầu tiên đó, phòng ngày hôm nay là rương đầu tiên đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi điểm qua các thế hệ các bạn. Nếu như mình lúc mà mình vào á thì mình không biết là ngày xưa là chú rồng nào được là xuất hiện trong gọi là rương clan đầu tiên. Nhưng gọi là theo kinh nghiệm của mình, gọi là lúc mà mình chơi á, là chú rồng này các bạn, chú rồng đây, Vulcan. Thì các bạn có thể thấy một điều là chú rồng Vulcan này nó lại nằm ở cái vị trí mà gần như là ở dưới đầu tiên, giống như là hệ Rimmel xuất hiện mà được vào rương thì tính từ chú rồng Vulcan này luôn các bạn. Đây đây thì có một chú rồng khác là chú rồng này, kiểu như là chắc là chú rồng VIP Mythic có hệ Rimmel đầu tiên thì phải, rất có thể là như vậy các bạn đó. Ui, mình cũng có là cá mập luôn các bạn. Đây thì ngày xưa là cá mập cũng là VIP Mythic, nhưng mà chúng ta không có cái huy hiệu, chúng ta có vết sẹo. Kể cả là chú rồng đang là đang Kaka cũng vậy, giờ Kaka có thêm cái huy hiệu vết mít thích ở đây nè.
Đó. Thì chú rồng Vulcan này mình sẽ đặt là có chữ 1 nha các bạn. Khủng long tiền sử mình sẽ đặt là thủ lĩnh clan 1. Rồi. Ui, không được các bạn. TL các bạn. Đây. Thủ lĩnh clan 1. Wow. Được thế nhờ các bạn. Được thế nhờ TL clan 1 các bạn. Thủ lĩnh clan 1 nè. Là chú rồng Vulcan nha các bạn. Mình sẽ đặt móc cho chú rồng thủ lĩnh clan 1 sẽ là chú rồng Vulcan. Và chú rồng thứ hai sẽ là chú rồng Manmantus. Mà chúng ta lại không có. Tại vì cái hồi được ra là ra luôn là chú rồng thủ lĩnh clan kiểu như là Vulcan và Manmantus là hên xui các bạn. Hên xui ra trong một trong hai chú rồng đó hoặc là ra cả hai. Nhưng mà thường thường là hay ra Vulcan hơn. Còn mình có Manmantus trong đêm nha. Manmantus. Ui trời ơi, Manmantus có 52 mảnh nè. Ok, Manmantus sẽ là thủ lĩnh clan 2 nha. Còn tiếp theo đi xem dòng nào. Tiếp theo là chú rồng nào đây? Tiếp theo là chú rồng Atlantis. Nhưng mà trước chú rồng Atlantis thì hình như là chú rồng Dungeon Lord các bạn. Rồng Dungeon Lord. Hình như là chú rồng Savage nè. Hay là Dungeon Lord thì không biết chú rồng nào ra trước. À, Savage ra trước các bạn. Như là Savage ra trước hay là Dungeon Lord ra trước ta? Dungeon Lord đi. Rồng Dungeon Lord. Thì đây. Dungeon Lord. Tại mình nhớ là mình có thủ lĩnh clan thì rồng Dungeon Lord là hồi trước mình không có nó. Nên kiểu chúng ta không có nhiều. Mình nhớ là mình có rồi mình ta. Đồ ghê nè. Không có một mảnh luôn trời. Hơi là có là hơi gì đó các bạn. Dan Dungeon Lord là có 5 mảnh. Trời ơi. Chú rồng này là thủ lĩnh clan 3 nha các bạn. Nó sẽ thế hệ 3 đó. Nhiều bạn chúng ta sẽ có chú rồng này. Có nhiều sao vì hồi trước là chuyển sang rương chế độ mới các bạn. Rồi rương này nè, sang rương kiểu dạng giống này nè là có chú rồng Dan Lord trong đó. Rồi, thủ lĩnh 3 đó. Rồi, xong chú rồng đó là tới chú rồng Atlantis các bạn. Không ta, hay là tới chú rồng đó là hay là tới chú rồng này ta. Dungeon Lord. Và mình tới. Thì mình nhớ được những chú rồng trong cái dòng đó các bạn. Như là chú rồng đây, tới chú rồng này. Rồng Manmantus là thủ lĩnh clan TL luôn. Nếu mà mình nhớ sai thứ tự thì các bạn có thể lên nhắc nhở mình nha. Là thủ lĩnh clan dòng mình còn 4 rồi. Thủ lĩnh clan 4 rồi. Thì coi phải không? 1 nè, 2 nè. Rồi đến Dungeon Lord là 3. Chú rồng Dungeon Lord xong đến chú rồng này là 4. Ok. Chú rồng này 4 xong rồi đến chú rồng Atlantis các bạn. Atlantis là TL clan, T lĩnh là thủ lĩnh clan. Thủ lĩnh clan là dòng này là dòng 5. Ủa cái này tên nhìn kỳ ta. À, chữ L là phải ghi vậy các bạn. Ok, TL clan là dòng thứ 5 các bạn. Và dòng thứ 6 là mình. Dòng thứ 6 hình như là chú rồng đến chú rồng của chúng ta đó. Ok. Để mà. Dòng thứ 6. Mình thì nhớ các bạn. Đây, dòng thứ 6 chắc này. Hỏa tàn phá là cho thành TL clan 6 đi. Ôi mình thiếu chữ clan các bạn.
Đây 4 nè. Đây là clan 5. 6. Không biết có bỏ sót ai không ta. Để mà chúng ta tưởng nhớ lại những các dòng các bạn. Rồi và dòng này sẽ dòng 7. Dòng mới ra đó các bạn, nó sẽ là dòng 7. 1 nè. Vulcan là 1, Mamantos là 2, Dungeon Lord là 3, Savage là 4, Atlantis là 5. Qua Atlantis sẽ là Dejection là 6 và chú rồng này là 7. Ok, là 7 dòng chú rồng trong clan các bạn. Thì mình thì nhớ như vậy thôi, không biết thứ tự đúng hay không, rồi không biết là có bỏ sót chú rồng nào trong cái dòng này không. Thì bạn nào muốn ta để ý thì các bạn comment giúp mình nha. Ok, mình thì nhớ như vậy đó, nhớ thứ tự ra như vậy nhưng mà không biết chính xác hay không nữa. Vì nếu mà chúng ta coi ở trong những cái profile của clan lão làng á, chúng ta sẽ thấy những rồng này xuất hiện. Để coi trong profile của anh Dũng thì thế nào các bạn. Đây anh Dũng. Đây Dungeon Lord nè, Atlantis nè. Những nó mạnh của mấy chú rồng kia thì không có cao. Có chú rồng vào Dungeon Lord, Atlantis, Savage. Ok, không có. Cái đó là kiểu chúng vậy nha các bạn. Video chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.